thủ tục của trận đấu bán kết 1 nội dung đôi nam nữ giải hàng hải 2022 giữa câu lạc bộ Thiền Quang và câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ. Phía Thiền Quang đó là Giang và Thắng Hồng, còn phía câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ đó là một cầu thủ rất trẻ, Trần Công Nam, đội của câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ đó là Tuấn Anh và Nhím Sinh. Đây là một trận đấu giữa rất nhiều tấm huy chương với nhau. Ở giải hàng hải năm 2019 thì Thắng Hồng cặp đôi với Trang. Còn ở mùa giải năm nay thì Thắng Hồng đá với Giang, một cựu tuyển thủ. Đây sẽ là thử thách khó khăn nhất của cặp đôi Nhím Sinh và Tuấn Anh trong mùa giải năm nay, vì ở phía bên kia chiến tuyến trong màu áo màu đỏ của câu lạc bộ Thiền Quang đó là những người vô cùng dày dặn kinh nghiệm và cũng không hề thiếu thể lực và sức mạnh, đó là Thắng Hồng và Giang. Cả hai đều đang ở độ tuổi trên 35, thậm chí anh Thắng Hồng còn ở độ tuổi trên 40. Tuy nhiên cả hai vận động viên này đều sở hữu sức khỏe, sức mạnh và thể lực, thậm chí ở một số thời điểm cần thiết vận động viên Giang hoàn toàn có thể tấn công thay vận động viên Nam bằng pha vít hoặc chém cầu của mình. Còn anh Thắng Hồng là một vận động viên kỳ cựu, sở hữu rất nhiều sức mạnh. Anh có quả quét mang thương hiệu rất cắm. Trận đấu đang bắt đầu. Nhím, Tuấn Anh. Cầu ngoài mất rồi. Tuấn Anh chưa đủ nhiều kinh nghiệm để xử lý những pha cầu như vừa rồi. Mặc dù anh có cú vẩy chất lượng, tuy nhiên để kiểm soát lực là còn chưa tốt. Giang phát cầu. Tỷ số này hiện nay là 1-0. Đầu đã giúp. Ở giải thức thi đấu 15 điểm chạm như thế này thì thực sự các cầu thủ đều phải rất tập trung. Cơ hội là không nhiều. Nhím Sinh phát cầu. Quay rồi. Thắng Hồng. Vâng. Sau pha bắn chắn vừa rồi thì thực sự là Tuấn Anh đã để hở một khe hở quá lớn rồi. Chúng ta nhìn thấy rõ hình ảnh của cầu thủ Thắng Hồng. Vâng. Có vẻ như cầu thủ Thiền Quang đang tỏ ra trên chân. Tuấn Anh còn khá non nớt và cái cách anh xử lý bước một. Cầu ra ngoài rồi. Cách xử lý bước một của Tuấn Anh chưa đem lại sự an tâm dành cho Nhím. Tỷ số là 2-3. Wow. Một pha không hiểu nhau của cặp đôi đến từ Thiền Quang.
cầu đã rút người mất rồi. Tỷ số hiện nay là 3-3. Nhím phát cầu. Thắng cầu mất 2 chạm rồi. 2 chạm 75 thì. Một tình huống rối ren và tỷ số là 4-3 cho Thịnh Quang. Có pha sâu kim đến từ Tuấn Anh. Mặc dù đồng đội đã nêu cầu không được thực sự thuận lợi, nhưng Tuấn Anh cho thấy sự khát cao của mình. Chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy một hình ảnh chững chạc như thế này đến từ cầu thủ Tuấn Anh. Điền đạo mặc dù còn nhiều lập bập, nhưng anh vẫn tỏ ra quyết tâm và xử lý tốt ở một số những tình huống khó. Những cầu thủ như Tuấn Anh sẽ là tương lai của câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ nếu anh có thể cải thiện được những sự thiếu chính xác và cồng kềnh của mình dưới sự dẫn dắt của đàn chị Nguyễn Sinh. Vâng, anh sở hữu cái chân rất cao, không hề cần đập nhảy, nhưng những quả cầu của anh như ném gạch. Phong cách quét cầu của Tuấn Anh làm chúng tôi nhớ đến những cầu thủ như anh Quốc Anh của giai đoạn những năm 90. Quét cầu như vật cầu lông mà không hề bật nhảy. Thắng hậu. Còn Tuấn Anh đâu? Chị Nguyễn Sinh đã bắt được quả cầu, tuy nhiên Tuấn Anh vẫn chưa thể thực sự giải quyết được tình huống. Phát trượt, tương đối đáng tiếc. Cầu đã không qua chân tuyển thủ nữ nên là điểm đã thuộc về Thành Quang. Phải nói rằng Thành Quang có 2 cầu thủ vô cùng kinh nghiệm. Vâng, đây chính là kinh nghiệm và đây chính là bản lĩnh. Bản lĩnh sẽ giúp các cầu thủ có thể hóa giải những tình huống khó đến từ đối thủ và hóa giải nó và biến nó thành một lợi thế. Tinh thần cũng như những hướng dẫn chiến thuật cần thiết và phù hợp dành cho 2 vận động viên của mình. Huấn luyện viên Nguyễn Anh và Huy Sáng đã có những hướng dẫn dành cho hai. Tuy nhiên theo chúng tôi thì hiện tại chúng tôi phía tuổi trẻ đang đuối hơn một chút vì có trận đấu bốn trẻ. Đó là một Tuấn Anh. Nhưng tôi đã nói thì anh còn vụng về và xử lý cồng kềnh ở những tình huống bao gồm cả bắt cầu lẫn tấn công. Và những yếu tố này cần được cải thiện trong thời gian tập luyện nội bộ tại sân hoặc giao lưu ở các sân đấu khác để rèn đũa. Rất ít cầu thủ sở hữu thể lực và thể hình tốt như Tuấn Anh của câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ, nên nếu rèn luyện đúng phương pháp và chăm chỉ
thì Tuấn Anh sẽ thực sự là một hùng chiến binh của tương lai chăng? Một lần nữa Tuấn Anh hỏng ăn trong một pha xử lý lia cầu của Giang, sự sử dụng phương pháp lia cầu, cầu quay là và nếu mà không kinh nghiệm thì bắt quả cầu rất dễ bung. Như vậy là kết quả của đôi đồng đội của đội Giang cho thấy những nghiệm của mình, chỉ lùi sâu để bắt quả quét của như đã nói, Tuấn Anh có pha quét cầu thường là lia thẳng về cuối sân chứ không hề cắm sâu. Nếu Tuấn Anh có thể cải thiện một chút về khả năng quét cầu cắm sông, tức là nhảy lên đôi chút để lấy độ cao, thì thực sự đây mới là bài toán khó dành cho tất cả các đối thủ, ví dụ như anh Thắng Cầu. Anh không sở hữu chiều cao tốt, chỉ cao khoảng độ 1m65 thôi, nhưng mỗi khi anh nhảy lên thì điểm chạm cầu rất ấn tượng. Thắng Hồng lại một lần nữa, Thắng Hồng đã quét rúc lưới. Tôi không hiểu tại sao với đẳng cấp và bản lĩnh của anh ở thời điểm quan trọng như thế này mà Thắng Hồng lại có thể quét hỏng ở hai điểm liên tiếp trong những tình huống không thực sự khó khăn. Quan trọng đây là trận đấu bán kết 1 quyết định tấm vé vào chung kết, một tấm huy chương vàng hoặc một tấm huy chương bạc. Nếu thua trận đấu này thì đội thua sẽ mất tấm huy chương đồng, tuy nhiên đó cũng là điều mà cả hai đội đang hướng tới. Trên sân số 5 mời bán kết 1 Sơn La giữa hai đơn vị hỗ trợ để thí sinh về sân số 5 thi đấu. Điểm số rất quan trọng. Lại tóm được rồi. Đó là những rất xuất sắc. Vâng, đó là Tuấn Anh. Chúng tôi không thể ngờ được rằng ở thời điểm hiện tại anh có thể tung ra một cú vít ngược cắm sông đến như vậy. Ngay cả trong tập luyện và thi đấu tại nội bộ các bên tuổi trẻ cũng chưa bao giờ Tuấn Anh thể hiện một cú vít lái cắm đến mức độ như vậy. Rất xuất sắc. Bây giờ là lúc của sức trẻ, chiến thắng, kinh nghiệm đây chăng? Hãy cùng chờ xem. Rất xuất sắc. Tuy nhiên cầu đã không qua sân nữ rồi. Thực sự Tuấn Anh đang cho chúng tôi thấy một hình ảnh vô cùng đáng tự hào và có nhiều niềm tin dành cho anh. Chúng tôi chưa từng thấy những sự thể hiện này khi thi đấu nội bộ. Rất đáng tiếc dành cho Tuấn Anh khi mặc dù anh Thắng Hồng đã quét rúc lưới, tuy nhiên Tuấn Anh lại lao vào lưới mất thôi. Ở thời điểm hiện tại những điểm có tính chất then chốt như thế này, trận đấu đang đi vào những điểm cuối cùng và mỗi sai lầm đều sẽ trả giá bằng màu của tấm huy chương.
Ông đồ hai tay chú thắng. Chỉ quét đứng thì sắp xếp để đối thủ bắt được là rất cao đấy. Một lần nữa rất dễ đoán thưa quý vị các bạn, bởi vì với một cầu thủ có cái chân dài và cồng kềnh như Tuấn Anh thì mỗi khi anh rơi chân lên anh không thể dễ dàng xoay chuyển cái háng của mình được, và đối thủ nhìn ra rất rõ hướng quét. Ở đây là điểm yếu cần phải khắc phục của Tuấn Anh. Anh cần phải có độ lao nhảy thì mới giấu được đường cầu của mình, giấu được đường chân của mình. Như các bạn đã thấy, mặc dù Tuấn Anh sở hữu khả năng quét cực mạnh, khi cầu bay đập vào người anh đang cầu thì cầu nó bay ra rất xa. Tuy nhiên, anh Thắng Hồng đã rất dễ dàng đoán được hướng quét của nó. Khoảng 30-40% cú quét như vậy đều bị sờ và 20% là bị tóm. Đó là điều cần phải cải thiện của Tuấn Anh. Trận đấu đã kết thúc và chiến thắng đã nghiêng về câu lạc bộ Thiền Quang. Lần này thì Thiền Quang sẽ chắc chắn đổi được màu huy chương rồi. Xin chúc mừng các cầu thủ câu lạc bộ Thiền Quang.